Chào các bạn, mình sẽ hướng dẫn cái tạo cái máy ảo Android bằng cái phần mềm Genymotion, bằng mở trình duyệt Genymotion. Nó giúp tạo cái máy ảo Android nè, cái tạo ra cái điện thoại Android ảo á, nó chạy ứng dụng nó trên máy tính. Bạn nhấn tải cái phiên bản desktop nè, phiên bản chạy trên cái máy tính của mình, máy vi tính của mình. Nhấn các bạn tải cái phiên bản mà có VisuBook luôn, ở trên nó là không có VisuBook. Các bạn cứ tải cái phiên bản mà này nè, đầy đủ nhất nè, 147 MB nè, tải về. Rồi, tải về xong thì các bạn nhấn chạy nó, mở nó. Nó hỏi cái quyền đó, thì các bạn đồng ý, yes. Rồi. Các bạn chọn ngôn ngữ tiếng Anh luôn, ok luôn. Nơi cài đặt, để mặc định luôn được, OC nè. Nhấn Next. Tên ứng dụng để yên vậy luôn, nhấn nét luôn, tạo cái lối tắt ra màn hình, bạn để vậy luôn cũng được. Rồi nhấn install, cài đặt. Cái này các bạn chờ thôi, nó sẽ cài cho các bạn. Rồi các bạn thấy ngay desktop nó hiện ra hai cái phần mềm, hai cái biểu tượng này nè. Nó hỏi là bạn có muốn cài VisuBook không? Ok luôn, các bạn cứ yes hết. Yes. Yes. Này là VisuBook, nó hiện ra để các bạn cài tiếp tục nè. Đồng ý luôn. Đồng ý hết luôn. Hầu như là các bạn cứ để mặc định như thế, các bạn đồng ý thôi. Yes. Nó nói là nó sẽ trong thời gian cài, nó sẽ cài thêm cái network đó, cái đường mạng đó. Đồng ý luôn. Rồi, nó báo là VisuBook xong rồi. Bạn có muốn mở không? Nhấn phím đi. Rồi, VisuBook nó mở xong. Kệ nó, mình đóng đi. Cái này là nó yêu cầu đi theo thôi. VisuBook bỏ. Cái này, cái Genymotion này cũng đã xong rồi. Nó hỏi bạn có muốn chạy không? Đồng ý chạy luôn. Đây, cái cần của mình là cái này. Cái VisuBook này là nó đi theo, đi kèm. Bạn nhấn đồng ý chạy nha. Nó đi kèm. Cái Visual này là nó sẽ tạo ra một cái máy ảo nè. Còn cái Genymotion này là nó tạo ra cái Android. Nên là hai cái nó cần phải cài vô máy luôn. Nó hỏi thì các bạn cứ yes đồng ý ok để nó chạy thôi. Rồi, cái lần đầu tiên chạy thì nó sẽ hỏi cái tài khoản và cái mật khẩu. Nếu các bạn chưa có thì các bạn nhấn tạo nè. Nhấn tạo.
nó sẽ ra cái trang web để các bạn đăng ký email, mục đích sử dụng, mật khẩu, cái thể loại của bạn sử dụng đó, ví dụ như bạn dùng để làm game hay là gì đó, quốc gia, bạn đồng ý với cái điều khoản, nhấn tạo, đặt cái mật khẩu. Mình có tài khoản rồi nhưng mình thử. Nhấn nét nè. À, mình có rồi. Sau đó là nó hỏi là bạn dùng để làm gì, bạn có bản quyền không? À, mình chọn là dùng cá nhân, dùng cá nhân thì nó vẫn cho mình dùng. Còn cái này là mình mua nè. Thì mình dùng cá nhân là đủ rồi. Tôi đồng ý với các cái điều khoản của nó, điều khoản người dùng cá nhân đó, mình cứ nét. Ok, phiên bản mới nhất là 3.2.1. Rồi mình đã vào được cái giao diện của cái phần mềm Genymotion này để giúp tạo ra cái máy ảo Android. Đó, các bạn lưu ý là cái VisuBook này nó sẽ đi kèm nè. Không có nó là cũng không được, bởi vì nó giúp tạo ra cái máy ảo. Và cái Genymotion này là tạo ra máy ảo hệ điều hành Android. Nên là mình mở lên. Đó, bây giờ mình sẽ tạo ra một cái thiết bị mới. Chưa có thiết bị nào, các bạn nhấn dấu cộng nè. Nó hỏi là tạo ra cái điện thoại nào. Các bạn xem cái phiên bản của cái điện thoại. Ví dụ như cái này phiên bản Android 19, Android API số 19 nè. Mình chọn khoảng tên điện thoại nè. Mình chọn khoảng Android 8. Kích thước màn hình vừa vừa thôi. Chọn cái Nexus đi ha. Chọn cái Nexus hoặc Pixel 2 đi. Cái này mình có biết nè. Ok, Google Pixel 2. Đặt tên cho cái điện thoại, mình để yên vậy luôn cũng được. Cái này là số luồng CPU, 4 luồng RAM, 4 GB. Cái cấu hình của cái điện thoại á, là có thể tăng lên để nó chạy nhanh, nhưng mà bù lại nó sẽ chiếm cái dung lượng của cái máy thiệt của mình. Nên là tùy. Ví dụ như cái máy của mình nó đây, nó khoảng 8 cái, 8 cái CPU thì các bạn chia cho cái máy ảo khoảng 4 cái. RAM thì nó 24 thì các bạn chia cho nó khoảng 4 thôi, hoặc là 10 nó tùy. Nói chung là đừng có nhiều quá, nó sẽ chiếm. Nhiều thì nó sẽ chạy nhanh nhưng mà nó lại chiếm cái máy thiệt của mình. Nhấn Install. Rồi, cái này thì nó sẽ tải về, nó tải cái điện thoại ảo nó về. Nên là cái tốc độ tùy vào cái mạng của các bạn thôi. Cái này, bước này thì mình sẽ chờ. Nó tải rồi, nó đang tạo ra cái máy ảo nè. Là cái phần mềm này nó sẽ giúp mình tạo ra một cái máy Android ảo trên cái máy thiệt của mình. Rồi nó thành công rồi, xong rồi. Đây, đây là cái máy ảo. Có thể bạn cộng thêm, bạn tạo thêm nhiều cái máy nha. Như cái phần mềm này giống như quản lý cái thiết bị của bạn nhé. Thiết bị Google nè, rồi điện thoại Samsung, điện thoại LG rồi đó. Đó, điện thoại Sony rồi các bạn tạo ra. Rồi giờ mình chạy nó luôn, bạn nhấn chọn bắt đầu nè. Cái này nó báo là chưa tạo được. À, sau khi mà
Cài xong các bạn khởi động lại máy một lần nha. Rồi, sau khi mà cài nó thì mình khởi động lại máy tính, tắt hẳn cái máy tính mở lại á, để nó chạy các cái dịch vụ của nó, cái dịch vụ ẩn của nó, rồi mình mở lại chương trình ha. Đây, cái điện thoại Google Pixel 2 lúc nãy mình tạo đó, giờ mình sẽ chạy nó. Cái bước chạy này cũng chờ thôi, tùy cái cấu hình máy, máy mạnh máy nhanh thì nó lên nhanh. Nó các bạn lưu ý lúc mà tạo cấu hình của cái điện thoại đó, nó sẽ hỏi là tốn bao nhiêu CPU, tốn bao nhiêu RAM, thì nó sẽ lấy cái CPU và RAM của cái máy thiệt ra, nó chạy cái máy ảo này. Rồi, cái máy Google Pixel này nó lên rồi nè. Đây là cái giao diện của cái điện thoại ảo của các bạn nè. Nó đang khởi động Android lên nè. Rồi, nó lên cái điện thoại ở đây. Các bạn có thể hình dung đây là một cái điện thoại hệ điều hành Android nè. Các bạn có thể vuốt nó sử dụng nè. Vô những cái phần mềm nè. Lui ra nè. Nút này, nút menu, nút home nè. Đó. Một cái điện thoại hệ điều hành Android ảo ở trên cái máy, sử dụng phần mềm Genymotion này nè để tạo ra cái điện thoại ảo nè, và nó đi kèm là phải có cái VTuBook này để tạo ra cái máy ảo nha. Đó, các bạn có thể vào cài ứng dụng hoặc là dùng những cái phần mềm mà chỉ có trên điện thoại á, mình cách xài. Đây mình tắt nó nè. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái hướng dẫn này của mình.